Chào mọi người nha, chào mọi người đã trở lại với video của mẹ Cát Tiên Thất. Thì trước khi vào video thì xin kính chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe, mạnh bình an. Thì đây là ngôi mộ của cậu Năm Vũ Linh, thông tin chính xác 100%, không phải là tin ảo hay là tin gì mà mọi người hay thường gọi nha. Đây là chính xác 100%. Đây là mẹ Cát Tiên Thất cập nhật cho mọi người xem những cái mới nhất trong ngày hôm nay về ngôi mộ cậu Năm. Xác thực đây là ngôi mộ chính thức của cậu Năm nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Đó, cái này là thông tin chính xác nhất. Đó, đây là ngôi mộ thiết kế á mọi người, tại vì ở đây còn một cuốn sách nữa ở trong cái khuôn cái bản vẽ rồi, cuốn sách với lại đây là cái mão. Đó, cuốn sách là cuốn sách đá nha. Thì ngôi mộ nào thì cũng phải có nhang đèn bát hương, thì phía trên thì sẽ có một cái bát hương về trái cây nhang đèn. Còn ở đây thì mọi người thấy là rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đá hoa cương kiến sà cừ em, đá nguyên khối nha, này là nguyên khối luôn. Đó, cái này đó, mọi người, đây là cái lỗ âm dương ha anh. Âm dương em. Trên đây là sẽ có một cái, nghe nói là sẽ có thiết kế sẽ có một cái quyển sách đá, quyển sách đó giống bài thơ. Ở đây một cái mão ở trên đây. Vậy là còn thiếu cái mão. Còn, đó. Đúng rồi, những câu thơ nữa. Mão với thơ nữa. Chắc chắn là tại vì trong cái bản vẽ là có một cuốn sách đá nữa, sách đá nữa. Là cuốn sách đó, là bằng đá khối á. Có một cuốn sách để đây nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Và ghi một câu thơ với một cái mão của cậu Năm nữa. Đúng rồi, hình ảnh cậu Năm ở đây nữa. Và cái tấm hình mà trong cái phần mộ á, là cái tấm hình mà lúc mà di chuyển cậu Năm, ăn tán cậu Năm, mà tấm hình mà áo đỏ đó là cũng là đặt làm trong mộ bia luôn. Cái mão đỏ đó. Nó rất là, nói chung là rất là đẹp. Ngôi mộ của Năm là sau này nó rất là đẹp. Theo anh nghĩ là khi mà thi công á, xong á, là sẽ rất là nhiều bà con đến đây xem cái ngôi nhà mới của Năm. Điều đặc biệt nữa là rất em đảm bảo những ngày đầu rất là nhiều bà con để chia sẻ hình ảnh mộ của Năm. Thì quá là đẹp luôn ha. Đúng rồi, quá là đẹp luôn. Thì bà con sẽ chờ đợi những cái hình ảnh mà trong một phần cậu Năm được hoàn thiện 100%, và sẽ cập nhật tiếp những cái video đó đến với mọi người và cũng như là những bà con khán giả trong và ngoài nước ở các tỉnh từ Bắc Nam Trung, thì sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem nha. Bây giờ thì chắc có lẽ thì mẹ Cát Tiên Thất xin chào mọi người, chào cô chú anh chị và các bạn, chào mọi người, hẹn gặp lại chú và bạn vào cái video sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.